thay mặt cho phòng cảnh sát hình sự căn cứ chỉ đạo của công an thành phố trong cái việc chỉ đạo phòng PC công an chủ trì phối hợp cùng với lại công an quận Bình Thạnh và các phòng nghiệp vụ khẩn trương triển khai làm rõ chi xét làm rõ cái nguyên nhân chết của nạn nhân Nghĩa như đồng chí đạo vừa mới trao đổi. Như các anh chị đã có cái thông tin thì ngày 12 thì nạn nhân Nghĩa từ Bình Định vào bến xe Bình Đông để đến trường đại học. Thì khi đến bến xe Bình Đông, nạn nhân Nghĩa là được người nhà đón nhưng lại không có liên lạc với người nhà mà đi xe ôm đi đến trường đại học Cú Tết trên đường D2 phường ở Bình Thạnh. Sau đó nạn nhân lại đi đón một chiếc xe ôm khác để mình chở đi đến một địa điểm khác trên đường D2. Trong thời điểm này nạn nhân đã đi bộ đến một khách sạn trên đường Công Nhân Khiêm. Thì 6:28 cùng ngày nạn nhân đến thuê phòng, đến chiều thì nạn nhân trả phòng. Sau đó một khoảng thời gian sau nạn nhân tiếp tục là thuê phòng khách sạn trên để nghỉ ngơi. Đến 3:55 ngày 13 tháng 2 thì nạn nhân đã đi ra khỏi khách sạn trên người mang theo cái ba lô thì đi về hướng khu du lịch Tân Cảng trên đường Công Nhân Khiêm. Tới đây thì ghi nhận đến hẻm 293 ở đường Công Nhân Khiêm thì nạn nhân đi vô cái hẻm trên hướng ra vào sông Sài Gòn. Camera gần nhất cuối cùng là thể hiện là 4:03 sáng 13 thì sau đó ghi nhận nạn nhân đã leo qua cái hàng rào để đi ra hướng vào sông. Đến thời điểm này thì là qua cái để nhận định được rằng nạn nhân đã đến khu vực trên để có cái tự tử. Cái này nguyên nhân tự tử thì chúng tôi chưa xác định được, nhưng nhận định của cơ quan điều tra là nạn nhân đã tự tử ở khu vực này. Chứng minh nạn nhân tự tử thì trao đổi thêm nạn nhân qua khám nghiệm tử thi thì nạn nhân chết do ngạt nước. Khám hiện trường thì trong trong ba lô của nạn nhân đeo trên sau lưng thì có một cục đá xi măng khoảng trên 10 kg, và cũng phù hợp với lại hiện trường nơi nạn nhân tự tử. Tại hiện trường nạn nhân tự tử thì chúng tôi đã phát hiện được cái điện thoại Oppo màu xanh đen của nạn nhân. Qua trao đổi với lại người nhà nạn nhân và xác định được đúng là điện thoại của nạn nhân nạn nhân Nghĩa, và kể cả là một số công việc. Thì đến thời điểm hiện tại phòng cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với lại các lực lượng nghiệp vụ và công an quận Bình Thạnh sẽ làm rõ cái nguyên nhân chết của nạn nhân Nghĩa.